U16, U17 đến U23. Như vậy hiệp 1 trận đấu giữa đội Việt Nam và Brunei đã bắt đầu. Ở hiệp 1 của trận đấu, U23 Việt Nam bảo vệ cầu môn bên pha màn hình nhỏ của bạn. Đây là trận đấu mà gần như chắc chắn Việt Nam sẽ nắm thế chủ động và có thể sẽ có được nhiều bàn thắng. Trận đấu ngày hôm nay cũng là một dịp rất tốt để huấn luyện Park Hang-seo rà soát lực lượng trước khi chuẩn bị cho hai trận đánh lớn nhất gặp Indonesia và Thái Lan. Để có thể chắc chắn có được một tấm vé dự vòng chung kết giải U23 châu Á vào năm sau thì đội tuyển U23 Việt Nam cần phải có được ngôi đầu bảng. Vì thế có nghĩa là chúng ta cần phải có được sự tích lũy trước khi bước vào những trận đấu mang tính quyết định. Phải nói rằng ở vòng loại của giải U23 châu Á lần này thì thể thức thi đấu của AFC đưa ra cũng có những điều khá dị biệt. Đội chủ nhà của vòng chung kết năm sau vẫn tham gia các trận đấu tại vòng loại và điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sự so sánh, sự tích lũy điểm số của những đội bóng ở cùng bảng như Việt Nam hay Indonesia. Việc U23 Thái Lan tham dự giải đấu này có kết quả như thế nào không ảnh hưởng đến việc họ có mặt ở vòng chung kết năm sau. Trong khi đó, nếu như họ chiếm được một trong hai vị trí dẫn đầu thì đương nhiên các đội bóng còn lại đều sẽ bị ảnh hưởng. Một pha chuyền vào có thể nói là rất đường nét từ cánh phải. Dứt điểm. Bóng chạy cầu môn. Pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên trong trận đấu. Đó là cú đá của Hoàng Đức. Hoàng Đức là cầu thủ từng dự giải U20 thế giới tại Hàn Quốc. Một trong những cơ hội đáng tiếc nhất của U20 Việt Nam tại giải World Cup gần đây nhất chính là của Hoàng Đức. Và ở giai đoạn đầu của V-League năm nay thì Hoàng Đức cũng đã chơi tương đối ấn tượng cho màu áo của Vietnam. Hoàng Đức là cầu thủ thuận chân trái, có những pha xử lý chân trái có thể nói là rất cơ bản và có chất nghệ thuật. Thái Quý là cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội. Cho dù không có rất nhiều những cầu thủ trụ cột, những cầu thủ có thể nói là tốt nhất của lứa U23 vào thời điểm này trong đội hình xuất phát ở trận đấu đầu tiên, nhưng chúng ta hoàn toàn có quyền được đặt niềm hy vọng lớn cho đội quân của huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận đấu đầu tiên vì đối thủ không phải là quá mạnh. Vấn đề là đội tuyển U23 Việt Nam sẽ trình diễn lối chơi ra sao, thể hiện sự tự tin ở mức độ nào. Trận đấu đang phải tạm dừng khi mà cầu thủ Brunei bị đau. Người vừa bị phạm lỗi trong tình huống vừa rồi là hậu vệ của đội tuyển U23 Brunei. Hậu vệ Brunei đã va chạm với Hà Đức Chinh. Hà Đức Chinh đang thi đấu trong vai trò một trung phong cắm. Không có Tiến Linh, đương nhiên vị trí tiền đạo mũi nhọn của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ trông chờ nhiều vào Hà Đức Chinh. Một nhân tố khác cũng có thể đá ở vị trí này và cũng được xếp trong đội hình chính ở trận đấu gặp Brunei là Đinh Thanh Bình. Nhưng Hà Đức Chinh vẫn sẽ là người đá cao nhất. Xét về mặt kinh nghiệm thì tôi nghĩ rằng Hà Đức Chinh chính là một sự lựa chọn hợp lý. Nhưng trong giai đoạn cuối của năm 2018, tính cho đến thời điểm này thì phong độ của Hà Đức Chinh không phải ở mức độ cao nhất, khiến cho những dấu hỏi liên tục được đặt ra. Trong đội hình chính của Việt Nam ngày hôm nay thì thủ môn Bùi Tiến Dũng cùng với Hà Đức Chinh và Đoàn Văn Hậu là ba cầu thủ có nhiều kinh nghiệm nhất. Đường chuyền của Thanh Thịnh. U23 Brunei đang đá với một đội hình phòng ngự thấp. Trong khi đó thì đội chủ nhà áo đỏ đang giữ bóng cách hết sức ổn định và triển khai bóng có lẽ là theo nhiều hướng. Ngoài biên là một phương án, nhưng không phải chỉ có vậy. Chúng ta có thể sẽ chơi cả ở trung lộ. Số 3 của U23 Việt Nam là Tấn Sinh, cầu thủ của Quảng Nam. Tấn Sinh là thành viên của U20 Việt Nam từng giữ World Cup U20 tại Hàn Quốc năm 2007. Sau một năm 2018 cực kỳ thành công, đặc biệt là sự khởi đầu của lứa trẻ U23 ở đấu trường châu lục,
chúng ta có thêm được rất nhiều sự hứng khởi và có thêm điểm tựa để hy vọng vào sự phát triển cũng như đỉnh cao mới của bóng đá Việt Nam. Và ở giải U23 châu Á tới đây, đương nhiên chúng ta cũng đặt một niềm hy vọng sẽ tái lập được thành tích và thậm chí vươn tới một đỉnh cao mới hơn. Nhưng trước hết là chúng ta sẽ phải vượt qua thách thức ở vòng loại. So với lứa U23 cách đây một năm, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã thừa nhận rằng lứa này phải nói là cũng có những khó khăn nhất định trong việc khẳng định vị trí. Họ có tầm vóc, có thể hình tốt hơn, nhưng chất lượng có thể là chưa bằng lớp đàn anh. Tuy nhiên cần phải có những trận đấu thực tiễn để có thể xác định được thực sự năng lực của cầu thủ trẻ mà ông Park Hang-seo đang sử dụng ở vòng loại lần này là như thế nào. Bây giờ là pha lên bóng ở bên phía phải của đội bóng áo đỏ. Một cú dứt điểm. Cú đá không trúng bóng. Pha xử lý vừa rồi là của Đinh Thanh Bình. Cú đá tiếp theo là của Triệu Việt Hưng. Ở khu vực giữa sân của U23 lúc này, Việt Hưng đá cặp tiền vệ giữa với Thái Quý. Chúng ta xem lại pha dứt điểm của Triệu Việt Hưng, cầu thủ thi đấu cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Triệu Việt Hưng cũng là người đã thường được triệu tập cho các giải đấu trẻ của bóng đá Việt Nam trong năm 2018, nhưng những chấn thương ở giai đoạn cuối cùng cũng đã khiến cho Việt Hưng không phải liên tục được góp mặt. Và tôi nghĩ rằng đây rõ ràng là một cơ hội rất tốt để cho Triệu Việt Hưng khẳng định năng lực của mình. Anh Tùng ạ, quan sát trên sân lúc này thì tôi thấy là Đoàn Văn Hậu đang đá ở vị trí trung vệ lệch bên trái, còn Thanh Thích là người leo ở bên trái. Một sự hoán đổi khác với hình dung ban đầu. Tôi nghĩ rằng với những con người như Đoàn Văn Hậu và các đồng đội khác của anh thì huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn có thể hoán đổi nhiều phương án khác nhau. Đoàn Văn Hậu là người mà chúng ta có thể được chờ đợi với những tình huống chơi tấn công nhờ một năng lực có thể nói là rất đặc biệt. Và không chỉ có thế, đương nhiên anh cũng có thể chơi với vai trò một trung vệ nhờ tầm vóc và khả năng chơi kín kẽ của mình. Ở tầm mức của một giải đấu trẻ thì Đoàn Văn Hậu sẽ có rất nhiều cơ hội để khẳng định được sự trưởng thành trước tuổi của mình. Như vậy là vào lúc này thì Việt Nam đá với 3 hậu vệ, đó là Đoàn Văn Hậu, Thành Trung và Tấn Sinh. Thanh Thịnh và Hồ Tấn Tài đang là hai cầu thủ chạy cánh. Pha xử lý kỹ thuật và cầu thủ Brunei đã phạm lỗi. Đội Việt Nam tranh thủ đá phạt nhanh. Thêm một pha dứt điểm. Đội Việt Nam đã tạo ra những cơ hội, tuy nhiên khoảng cách giữa tuyến 2 và hàng tiền đạo vẫn hơi xa. Vừa rồi là tình huống dứt điểm của Trương Văn Thái Quý, sư đồ bạn của Đinh Thanh Bình. Lần thứ hai trong trận đấu này, Đinh Thanh Bình dứt điểm trong một tư thế không thật sự chắc chắn. Vấn đề cảm giác chưa thật sự đến một cách đầy đủ với các chân sút của chúng ta. Đinh Thanh Bình là cầu thủ đang được Viettel mượn từ Hoàng Anh Gia Lai. Đội Việt Nam đang chiếm 8% thời gian kiểm soát bóng, gấp đúng 4 lần so với Brunei. Đây là phút thứ 10 của trận đấu đầu tiên tại vòng loại giải U23 châu Á năm 2020 của U23 Việt Nam. Lấn sân, giữ nhiều bóng, đã có những cú sút, nhưng thế trận của đội tuyển U23 Việt Nam chưa thật sự mạch lạc, chưa có một sức ép đủ lớn để khiến cho hàng thủ dày đặc của U23 Brunei trở nên bối rối và bộc lộ những sơ hở, sai sót. Đây dù sao vẫn mới chỉ là những phút đầu của trận đấu với một đội hình không phải là mạnh nhất. Cầu thủ Brunei đang thi đấu rất hăng hái, họ chịu khó bắt người. Đội hình đá thấp tuy nhiên khá chủ động trong khâu phòng ngự.
Việt Hưng, Thanh Thịnh chè bóng vào trong, đánh đâu vào. Bàn thắng đầu tiên đã đến với đội Việt Nam sau hơn 10 phút. Hà Đức Chinh phải bàn rất quan trọng của Đức Chinh và là một tình huống quen thuộc của anh. Đúng là rất quan trọng, nó cần thiết cho đội tuyển U23 Việt Nam. Sau 10 phút chơi ép sân, cuối cùng chúng ta đã tìm được con đường vào khung thành của đối phương. Và người ghi bàn là vị trí tiền đạo mũi nhọn Hà Đức Chinh. Cầu thủ Việt Nam đã chuyển hướng tấn công sang bên trái và kéo giãn hàng thủ của Brunei. Thanh Thịnh chuyền vào trong rất chính xác. Và Đức Chinh đã có điều kiện để phát huy tình huống sở trường của anh. Đó là pha phối hợp của hai cầu thủ đều đang thi đấu cho SHB Đà Nẵng. Trước khi V-League tạm nghỉ để nhường chỗ cho các hoạt động của đội tuyển U23 Việt Nam, thì Hà Đức Chinh cũng đã kịp ghi tên mình vào danh sách ghi bàn ở giải đấu năm nay bằng bàn thắng gỡ hòa cho SHB Đà Nẵng cũng ở một cú đánh đầu. Và vừa rồi thì tư thế thuận lợi đã giúp cho Hà Đức Chinh giải tỏa cho chính mình bằng một cú dứt điểm tầm cao. Trong thành phần của U23 Việt Nam dự vòng loại có 6 cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội, 4 cầu thủ của SHB Đà Nẵng, 3 cầu thủ của Viettel, 3 người của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và 2 cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai. Với tình huống ghi bàn vừa rồi của đội tuyển U23 Việt Nam, không chỉ có pha bóng mang nhiều tính giải tỏa của Hà Đức Chinh mà tôi còn thích cái cách mà anh Huy đã nhắc về việc các cầu thủ áo đỏ của chúng ta tổ chức tấn công và tạo ra được sự thu hút cũng như tìm được một tình huống mang chính tính quyết định với pha triển khai bóng ở bên phía góc trái. Đỗ Thanh Thịnh là người đã thực hiện đường truyền cuối cùng chuẩn mực và Hà Đức Chinh làm nốt việc còn lại một cách nhẹ nhàng nhưng chính xác. Thắng trong một trận đấu như thế này là điều mà chúng ta hoàn toàn có thể dự đoán trước. Nhưng cách thắng, cách triển khai lối chơi, cách mà cầu thủ trẻ của chúng ta chơi một cách tự tin đĩnh đạc là một yếu tố rất quan trọng. Nó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta trong những trận đấu khó khăn hơn. Thanh Thịnh đã không thể đón bóng. Từ đầu trận thì Thanh Thịnh thường xuyên vượt quá nửa sân. Chúng ta xem một lần nữa pha treo bóng rất chính xác của Thanh Thịnh cho Hà Đức Chinh. Hàng thủ Brunei đã bị kéo giãn và hai cầu thủ của SHB Đà Nẵng đã có pha phối hợp rất chuẩn mực. Với tình huống di chuyển, nhận bóng và nhả bóng ra bên phía cánh trái, tôi cũng rất thích cái cách mà Triệu Việt Hưng xử lý. Tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam luôn cần có những cầu thủ có khả năng kết nối như vậy. Ở vòng chung kết giải U23 châu Á tại Thường Châu cách đây hơn một năm, chúng ta đã tìm lại được cảm hứng cho tuyến giữa bởi những cầu thủ vốn không thật sự khẳng định được mình ở vị trí tiền vệ trung tâm. Và rất có thể là ở giải U23 châu Á tới đây một lần nữa chúng ta lại tìm được cảm hứng từ rất nhiều những tiền vệ trung tâm mới. Vâng, anh Tùng làm tôi nhớ đến Đức Huy, là một người đã nổi lên từ U23, tuy nhiên sau đó mặc dù đá nhiều vị trí nhưng không khẳng định được thực sự ở vai trò nào cả. Cuối cùng thì Đức Huy đã là chính mình ở Thường Châu đầu năm 2018. Như vậy là ông trọng tài người Jordan Makhade đang bị đau. Tình huống bất ngờ, ông Makhade đã va chạm với cầu thủ Martin Hadi của U23 Brunei. Ngày hôm nay trọng tài thứ tư là một người Iran, ông Bijan Heydari. Giám sát trận đấu là ông Richard Johnson, người Philippines. Giám sát trọng tài là ông Lee Giang, người Hàn Quốc. Lúc này đây thì trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa đã trở lại bên cạnh ông Bang So. Lê Huy Khoa là người gắn bó với ông Bang So trong chiến dịch U23 châu Á ở Trung Quốc đầu năm 2018. Với cái cách mà ông Park Hang-seo vừa ra chỉ đạo các học trò thì tôi hiểu được rằng ông ấy đang muốn các cầu thủ tấn công của chúng ta, đặc biệt là những vị trí
chơi bên cạnh Hà Đức Chinh sẽ cần phải di chuyển khung bóng một cách hợp lý hơn, khôn khéo hơn, tấn công nhiều hơn vào nách trung lộ. Chúng ta đã có một pha bóng giãn biên chuyển đổi hướng tấn công hợp lý và kết thúc bằng một pha bóng bổng, nhưng đó không thể chỉ là phương án duy nhất. Chúng ta cần phải có được nhiều những phương án hơn, đa dạng hơn lối chơi, và có một Hà Đức Chinh ở vị trí chốt chặn phía trong thì Đinh Thanh Bình cũng cần phải thể hiện được khả năng của mình với những tình huống đột phá, những tình huống di chuyển lôi kéo. Tôi hoàn toàn đồng tình với anh, bởi vì trong thế trận thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể coi Cú đây là đối tượng để thử nghiệm thêm những miếng đánh, làm phong phú thêm các mảng miếng trong cách chơi của U23 Việt Nam. Có lẽ là ông trọng tài người Jordan Muhammad Makhade vẫn chưa thực sự bình thường trở lại. Nhiều khả năng những phút tới vẫn sẽ là thế trận một chiều, và với lý thuyết nó an toàn hơn, dễ chịu hơn với các đài đang bị đau. Phút thứ 17 hiệp 1 của trận đấu, Việt Nam đang dẫn 1-0. Cầu thủ mở tỷ số là Hà Đức Chinh. Như vậy là trận đấu đã trở lại. Trong thành phần của Brunei dự vòng loại ở bảng K không có cầu thủ Faik Bonkian. Đây là một người dòng dõi hoàng tộc và được coi là cầu thủ giàu có nhất thế giới với số tài sản là hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Đó là pha xử lý của Hoàng Đức. Cầu thủ vừa rồi đã chặn quả tạt vào của Hoàng Đức là Siaki. Hoàng Đức đã phạt góc. Bóng bổng có thể tiếp tục là một lý do giúp cho đội tuyển U23 Việt Nam vươn lên. Pha xử lý thiếu chắc chắn của thủ môn bên phía U23 Brunei, đó là Isera Asmin. Thêm một quả phạt góc nữa, lần này là bên phía góc trái cho U23 Việt Nam. Thái Quý đã phạt góc. Rất tốt. Pha đánh đầu vọt sang ngang. Người chạm bóng cuối cùng là Hoàng Đức. Tầm vóc của lứa U23 hiện nay mà ông Park Hang-seo đang dẫn dắt là rất tốt. Và trước một đối thủ không mạnh như U23 Brunei, bóng bổng là thứ vũ khí mà chúng ta hoàn toàn có thể phát huy một cách thường xuyên. Tuy nhiên tôi vẫn chờ đợi nhiều hơn những tình huống tấn công khác nhau, những pha tấn công đa dạng của cầu thủ áo đỏ. Chúng ta có lẽ cũng không cần phải quá sợ hãi trong việc che giấu ý đồ chơi trước một đối thủ như thế này. Đây dù sao vẫn chưa phải là đội hình mạnh nhất của U23 Việt Nam. Ý đồ chơi của chúng ta vẫn có thể được thể hiện ở một chừng mực nhất định để ít nhất là khẳng định cái uy của mình. Còn với những trận đấu tiếp theo, lượt trận tiếp theo như là trường hợp gặp Indonesia và cuối cùng là gặp Thái Lan, thì đội hình mạnh hơn sẽ có thêm cơ hội để có thể thể hiện đẳng cấp của mình, tiêu chuẩn của mình bằng những lối chơi phù hợp. U23 Việt Nam vừa tạo thêm một pha sóng gió và cũng là một quả tạt của Thanh Thịnh. Hoàng Đức, cầu thủ cao trên 1m80 bật lên đánh đầu. Cầu thủ Việt Nam đang triển khai những miếng đánh có thể nói là ưa thích đối với mẫu tiền đạo như Hà Đức Chinh. Hà Đức Chinh lúc này mang áo số 18 U23 và làm chúng ta nhớ lại Phan Thanh Bình. Phan Thanh Bình là cầu thủ từng dự SEA Games ở Việt Nam năm 2003 khi chưa đầy 17 tuổi.
câu lạc bộ Brunei vẫn đang thi đấu với đội hình rất thấp. Thành Thịnh, chuyền vào, suýt nữa tỷ số là 2-0. Pha xử lý kỹ thuật ở bên trái rất hay của Việt Nam. Cũng là một tình huống thoát xuống biên nhưng bóng được đưa vào ở tầm thấp. Hà Đức Chinh cũng là cầu thủ kết thúc trong pha tấn công vừa rồi. Nhưng đáng tiếc là pha đệm lòng lại đi chạch khung thành. Đây là một phương án mà tôi cũng rất kỳ vọng ở cầu thủ U23 Việt Nam. Bóng được đưa xuống ở biên nhưng không phải là một quả tạt thông thường. Nó thể hiện sự lắt léo của người thoát đi. Và trong tình huống vừa rồi, cầu thủ đã có tình huống loại bỏ với đối phương cũng như chuyền bóng vào trong có độ chuẩn xác rất cao là Thái Quý. Trận đấu đang diễn ra theo thế trận một chiều. Những gì đang có trên sân lúc này giống như một buổi tập đá nửa sân của U23 Việt Nam. Việt Hưng, Hồ Tấn Tài, sút bóng. Hồ Tấn Tài là cầu thủ trưởng thành từ Bình Định. Anh cũng đã dự giải U20 thế giới năm 2007. Mùa giải năm ngoái, Tấn Tài đã chơi rất tốt trong màu áo của BKM Bình Dương. Trong thành phần của U23 Việt Nam dự vòng loại bảng K có 11 cầu thủ đã từng dự World Cup U20. Tại giải U20 thế giới thì chiều cao trung bình của Việt Nam là 1m74, một thông số rất tốt đối với người Việt Nam. Vẫn đang là những giây phút khó khăn của thầy trò ông Stefan Hansen. Đội bóng áo vàng cho đến lúc này gần như chưa thể phát triển trái bóng quá nửa sân. Ý đồ lên bóng của U23 Brunei gần như chưa được thể hiện. Nhiệm vụ chính của cầu thủ Brunei ở những phút đã qua là chống đỡ. Triệu Việt Hưng khá nhịp nhàng. Thái Quý, Tấn Tài, Hoàng Đức. Quả chuyền vào. Phản góc cho cầu thủ Việt Nam. Nhịp chơi nhanh, có tốc độ là những miếng kết nối có thể nói là hoàn toàn cố lý được tạo ra bởi cầu thủ áo đỏ. Vẫn là Hoàng Đức đá phản góc ở bên cánh phải. Việt Hưng, bóng đâm một dọc không vào. Như vậy là bàn thắng thứ hai đã đến với cầu thủ Việt Nam. Tỷ số được đưa lên 2-0. Người ghi bàn có lẽ là Thành Trung. Trung vệ Thành Trung đã lên và tham gia từ tình huống phạt góc. Thành Trung đã có mặt rất đúng chỗ và không khó để sút tung lưới thủ môn Brunei. Trước đó sau pha thoát đi và lật bóng của Triệu Việt Hưng thì Huỳnh Tấn Sinh cũng đã có một pha dứt điểm bằng đầu chéo góc khiến cho thủ môn của U23 Brunei bó tay. Cột dọc đã cứu thua cho đội bóng áo vàng ở tình huống đầu tiên, nhưng tiếp theo thì mọi chuyện đã trở nên gọn gẽ và chính xác bởi cầu thủ áo đỏ. Bàn thắng thứ hai đến với đội tuyển U23 Việt Nam như một lẽ tất nhiên, vì trước đó là một loạt những tình huống dâng cao, tổ chức tấn công theo nhiều hướng và sức ép ngày một trở nên lớn hơn với tốc độ càng lúc càng nhanh hơn. Độ chuẩn xác trong những pha phối hợp ở tốc độ cao này cũng là điều rất đáng chú ý ở lối chơi của U23 Việt Nam. Tất cả chúng ta đều kỳ vọng ngày hôm nay Việt Nam sẽ có một chiến thắng đậm và rèn giũa thêm nhiều miếng đánh để chuẩn bị cho các trận đấu gặp Indonesia và Thái Lan.
Cả ba trận đấu của đội Việt Nam trên sân Mỹ Đình đều bắt đầu lúc 20 giờ. Nua Ayman ném biên cho đội Việt Nam. Đoàn Văn Hậu, thời gian gửi sau bóng của Việt Nam vẫn đạt 80%. Hoàng Đức, Đoàn Văn Hậu, Việt Hưng. Việt Hưng và Thành Quý đang thi đấu rất chủ động ở khu vực giữa sân. Họ là những tiền vệ trung tâm, tuy nhiên thường xuyên dâng lên để tham gia tấn công. Thái Quý, Quỳnh Tấn Sinh, Hoàng Đức rất nhịp nhàng. Thanh Bình, dứt điểm, bóng lại rơi con dọc. Pha quăng chân quá hay. Đó là một tình huống khiến tất cả ồ lên. Có lẽ là Hà Đức Chinh. Những pha xử lý rất gọn của các cầu thủ áo đỏ. Một lần nữa chúng ta lại cần phải có lời khen ngợi cho tốc độ chơi cũng như độ chính xác ở những tình huống tổ chức phối hợp của U23 Việt Nam. Liên tục những pha sóng gió trước cầu môn của Arisa Asmin. Có lẽ bàn thắng thứ ba chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Anh Tùng à, gần đây Quang Hải phong độ không tốt lắm. Anh có nghĩ là vài ba số nên đưa Quang Hải vào sân để trở lại một chút cảm giác không? Đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng với tôi thì việc có thêm một chút thời gian nghỉ ngơi nữa cho Quang Hải cũng là điều cần thiết. Bởi vì tiêu chuẩn thi đấu của Quang Hải là một tiêu chuẩn có lẽ là ở mức độ cao so với rất nhiều những cầu thủ khác. Quãng thời gian thi đấu đã qua ở nhiều cấp độ khác nhau của Quang Hải thực sự là quá tải. Và nếu như giảm tải cho Quang Hải, bớt cho Quang Hải những trận không cần thi đấu, rõ ràng cũng là một giải pháp để giúp cho Quang Hải tích lũy thêm thể lực cũng như tìm thêm cái cảm hứng thi đấu của mình. Và sự bùng nổ của cầu thủ quan trọng nhất của U23 Việt Nam ở thời điểm quyết định mới là điều cần thiết nhất. Có một điều thú vị là lúc này U23 Việt Nam có khá nhiều cầu thủ thuận chân trái. Đó là sự kế thừa từ đội hình dự U20 thế giới năm 2007. Pha chạm bóng là của Đinh Thanh Bình. Người bật cao tiếp theo là Hoàng Đức. Chúng ta hãy xem Brunei triển khai thế nào. Cuối cùng thì cũng đã bị cắt đứt. Phút thứ 30 của trận đấu và U23 Việt Nam đang dẫn đối thủ Brunei 2 bàn. Triệu Việt Hưng, pha bóng hay. Pha thoát đi là của Tấn Tài. Tiếp tục là cầu thủ áo đỏ, Đinh Thanh Bình. Thành Thịnh, tỷ số 2-0 vẫn là khá nhẹ nhàng. Tuy nhiên chúng ta có thể nói là đều cảm thấy yên tâm trước cách chơi của người Việt Nam. Tạo dựng được nhiều tình huống phối hợp mạch lạc và có tính đột biến. Mặc dù tốc độ không phải lúc nào cũng cần được đẩy lên quá cao.
Phải nói rằng kể từ đầu năm 2018 cho đến lúc này thì mỗi khi xem bóng đá Việt Nam thi đấu ở cấp độ các đội tuyển quốc gia thì chúng ta đã bỏ lại rất nhiều cảm giác lo lắng, phải không anh Huy? Đúng là như thế. Trước đây xem cấp đội tuyển chúng ta thường xuyên cảm giác giật mình thon thót. Dưới thời Paso thì có thể bị dẫn bàn, có thể thua, có thể gặp đội mạnh. Tuy nhiên kỷ luật chiến thuật luôn luôn được giữ, không bị vỡ ra sau những tình huống mà chúng ta thua. Tôi vẫn quan niệm điều đó là tính ổn định của hệ thống. Trước tiên đó là chất lượng của cầu thủ phòng ngự, với những cầu thủ ngày một trở nên tiến bộ với một cái tiêu chuẩn có thể nói là rất cao. Chúng ta có một lứa cầu thủ trẻ chơi phòng ngự có thể nói là chẳng hề kém bất cứ một hậu vệ nào ở khu vực Đông Nam Á, và thậm chí chúng ta có thể hướng lên tầm cao hơn. Và không chỉ có thế, chúng ta còn có những cầu thủ đặc biệt ở phía trên. Ông Park Hang-seo đã xây dựng cho bóng đá Việt Nam ở nhiều lứa tuổi khác nhau, cấp độ đội tuyển quốc gia, một niềm tin rất lớn rằng họ có thể chơi, họ có thể chiến đấu trong các đấu trường và các tình huống, các thời điểm khác biệt thì cũng không hề thay đổi ý tưởng chiến đấu, sức chiến đấu và khả năng thể hiện chính mình. Bóng được chuyển hướng qua cho Thanh Thịnh. Vẫn còn Thanh Thịnh. Trọng tài cho rằng bóng đã ra ngoài sân. Huấn luyện viên Park Hang-seo mới đây đã có câu phát biểu rất hay rằng những gì ông làm được cho Việt Nam về mặt tinh thần chính là việc ông biết kế thừa phát huy những phẩm chất tinh thần của con người Việt Nam. Hiện nay ekip trợ lý của Park Hang-seo lên đến 12 người. Một đội ngũ có thể nói là hùng hậu. Lần đầu một đội tuyển của Việt Nam có được một ekip trợ lý hùng hậu là ở World Cup U20 tại Hàn Quốc cách đây gần 2 năm. Ông Jung Eng Gider là người đã đề xuất việc xây dựng một đội ngũ trợ lý có thể nói là rất mạnh. Đến thời Park Hang-seo thì điều này được kế thừa và hiện nay mở rộng ra đến 12 trợ lý. Với mô hình bóng đá chuyên nghiệp hiện đại thì việc có một đội ngũ đông đảo như vậy là cần thiết. Và thực sự là bộ máy của Park Hang-seo đang hoạt động hết sức hiệu quả. Tấn Tài. Những pha tạt bóng ở tầm thấp khiến cho đối phương khá mệt mỏi. Tôi vẫn đang chờ đợi một pha tấn công ở trục giữa, tình huống tấn công ở nách trung lộ của U23 Việt Nam, nhưng điều đó chưa xảy ra. Đó cũng là điều không có gì quá đặc biệt vì đối phương vào lúc này vẫn đang đá phòng ngự rất dày đặc. Và trước một đối thủ đá dày đặc như vậy thì U23 Việt Nam có những tình huống dâng cao, dâng rất cao của các hậu vệ biên. Và đây là những giải pháp cần thiết. Chúng ta cần phải có dư người ở hai bên cánh để có những cơ hội đưa bóng vào, tạo ra được những tình huống có cơ hội từ những quả tạt. Và thực tế là các bàn thắng của U23 Việt Nam ở những phút đã qua đều xuất phát từ những tình huống tạt bóng có chất lượng từ ngoài biên. Biên trái mà lúc này đang chơi có chất lượng cao hơn ở những đường truyền cuối cùng. Trong ba hậu vệ của Việt Nam thì Thành Trung đang thi đấu ở giữa, bên phải là Tấn Sinh, ở bên trái là Đoàn Văn Hậu. Ném biên cho Brunei. Cầu thủ vừa chạm bóng là Thái Quý. Tình huống xử lý của Thành Trung. Thành Trung đã từng có mặt ở vòng chung kết U23 châu Á tại Trung Quốc đầu năm 2018. Việt Hưng. Tấn Sinh.
rất tiếc là ở đội Quảng Nam Tân Sinh không thường xuyên được đá chính. Một trong những lý do mà ông Park Hang-seo nhận xét về lứa cầu thủ U23 hiện nay không có chất lượng cao bằng lứa đàn anh cách đây một năm có lẽ cũng chính là một lý do đến từ V-League. Ở V-League thì lứa cầu thủ của chúng ta hiện nay có rất ít người được đá chính, phải không anh Huy? Nó khác hoàn toàn với thế hệ cầu thủ đá chơi ở U23 châu Á năm 2018. Đó hầu như đều là những người đã trưởng thành và được khẳng định được vị trí của mình trong nhiều năm ở cấp độ các câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia. Đúng là như vậy, và nguồn cơn có lẽ đến từ bóng Đức với việc trẻ hóa triệt để Hoàng Gia Lai năm 2015. Điều này cũng đã tác động đến một số đội khác, và các năm 2016-2017 thì nhiều đội trẻ hóa. Rất điệu nghệ. Pha xử lý vừa rồi là của Đinh Thanh Bình. Những pha chơi bóng 1-2 rất nhịp nhàng của Thành Thịnh và Đinh Thanh Bình bên phía góc trái. Có vẻ như không phải là Đinh Thanh Bình mà là Thái Quý ở pha dâng cao vừa rồi, và đường chuyền cuối cùng cũng là chính của Thái Quý. Bây giờ là quả phạt góc bên phía cánh phải của Hoàng Đức. Thái Quý, Hoàng Đức. Đoàn Văn Hậu phất bóng ngoài. Như vậy là bóng đi ra ngoài. Chúng ta phải chứng kiến cú Trivela điệu nghệ chân trái của Đoàn Văn Hậu. Chúng ta cùng xem lại. Cũng ở sân Mỹ Đình và cũng bên phía cầu môn này, Đoàn Văn Hậu đã có cú Trivela vào lưới Oman. Ngồi bên cạnh Opaso vẫn là trợ lý Lee Yang-jin, một danh thủ bóng đá Hàn Quốc. Trợ lý số 2 một thời của Opaso là Bai Ji-won, hiện nay đang dẫn dắt một câu lạc bộ hạng 3 của Malaysia. Mới đây Bai Ji-won cùng với đội của mình đã sang Việt Nam tập huấn. Trước một đối thủ yếu như này thì hàng thủ của U23 Việt Nam gần như không phải nhận bất cứ một sự thử thách nào. Chúng ta vẫn đang chơi nửa sân. Và tôi nghĩ rằng đây là lúc mà ngay cả các trung vệ của chúng ta cũng cần phải có sự linh hoạt để có thể tác động vào thế trận tấn công của đội tuyển U23 Việt Nam. Một thế trận tấn công toàn tuyến. Nó không phải chỉ là những tình huống dâng cao để tham gia vào những tình huống cố định, mà cần phải có cả những tình huống tham gia vào những đường tổ chức, những đường mở bóng ra biên, những đường kết nối để tạo ra tốc độ chơi cũng như khả năng biến hóa của lối chơi. Ở góc độ phát động những đợt tấn công thì có vẻ như Đoàn Văn Hậu sẽ là người nhỉnh hơn so với những người đồng đội của mình ở phòng ngự. Sẽ là lợi thế rất lớn cho bất cứ đội bóng nào nếu như họ có các trung vệ thực hiện những pha lưu chuyển trái bóng với tốc độ nhanh và độ chuẩn rất cao, với những đường chuyền cỡ khoảng 40-50 mét. Khi đó thì họ sẽ tiết kiệm được thời gian và tạo ra được một tốc độ chơi đương nhiên là lớn hơn. Bây giờ là những tình huống giữ bóng của các trung vệ U23 Việt Nam. Tấn Sinh, Tấn Tài. Trung, Tấn Tài, Thái Quý. Phút thứ 40 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là 2-0 nghiêng về phía U23 Việt Nam. Cầu thủ đã phạm lỗi với Thái Quý là Hajik Gasifun. Thành Thịnh. Tôi cho rằng vào lúc này thì đội tuyển Brunei vẫn đang duy trì được một ý đồ chơi có tính kỷ luật cao. Họ không đặt nặng vấn đề kết quả. Có lẽ là như vậy, khi thua 0-2 rồi thì họ cũng không hề có bất cứ một sự bối rối nào và vẫn tiếp tục duy trì một đội hình phòng ngự thấp. Và ở những phút vừa rồi thì thậm chí họ còn duy trì được khả năng chơi áp sát tương đối tốt ở cự ly khoảng 35-40 mét trở về khung thành của họ.
và trong cách chơi đó của UEFA Brunei cũng có một chút ít khó khăn cho các tiền vệ trung tâm của UEFA Việt Nam ở khả năng giữ bóng, xoay sở và thoát pressing. Thêm một quả phạt góc dành cho đội Việt Nam. Thái Quý là cầu thủ có những cú đá bằng mù chính diện rất mạnh. Một quả phạt góc nữa, lần này là bên cánh phải. Phạt góc bên phải là nhiệm vụ của Hoàng Đức. Ở cánh đối diện là Trương Văn Thái Quý. Hoàng Đức, bóng cuộn vào trong hết sức nguy hiểm. Một quả phạt góc nữa. Liên tục những pha sóng gió. Đã có tiếng còi. Một hiệp đấu quá vất vả đối với thủ môn đội Brunei Asira Asmin. Đến lúc này thì trọng tài chính người Jordan, ông Muhammad Makhade, có lẽ là đã đỡ hẳn đau. Chúng ta cùng xem lại tình huống dẫn đến bàn thắng thứ hai của U23 Việt Nam ở trận đấu này, bàn thắng của Thành Trung. Một pha đi bóng xuống đáy biên, tạt ngược lại rất hay của Triệu Việt Hưng. Thành Trung là cầu thủ trưởng thành từ bóng đá nhi đồng của Tuyên Quang cùng với Lương Xuân Trường. Đoàn Văn Hậu, Thành Trung, Đoàn Văn Hậu. Tấn Tài. Cú đánh đầu. Dứt điểm. Cú đá đi chạy không thành. Pha dứt điểm của Hoàng Đức. Cầu thủ Việt Nam đã phung phí khá nhiều cơ hội. Nếu không lúc này tỷ số đã không chỉ là 2-0. Một pha tấn công đã tạo ra những sự rối loạn nơi hàng thủ của Brunei. Thêm một lần nữa chúng ta lại thấy được sự đều đặn ở những đợt tấn công biên của U23 Việt Nam. Ở phía trong trận đấu này thì Hà Đức Chinh đã chơi rất sông sáo, tích cực, đúng với yêu cầu của một trung phong. Việt Hưng. Sải chân dài và một cái cổ chân trái rất ngoan của Hoàng Đức đã khiến cho trái bóng luôn nằm trong tầm kiểm soát của anh.
2 phút đá bù giờ cho hiệp thi đấu đầu tiên. Đoàn Văn Hậu. Đường chuyền vào. Vẫn còn. Thành Thịnh. Tiếp tục sút bóng. Giữ điểm. Quả đá thứ 3 liên tiếp thì đã có bàn thắng cũng là thứ 3 cho đội tuyển U23 Việt Nam ở trận đấu này, và đó là pha ghi bàn của Đinh Thanh Bình. Một lần nữa lại là sức ép, là tốc độ chơi, là sự quyết liệt trong những tình huống xử lý, và đội bóng đỏ đã có được sự tưởng thưởng xứng đáng. Áp lực liên tục về cầu môn của Isira Asmin. Và bàn thắng thứ 3 đã đến. Trong bối cảnh mà Tiến Linh chấn thương không thể góp mặt thì việc cả hai tiền đạo Thanh Bình và Đăng Trình đều lên ghi bàn là hết sức quý giá. Một trận đấu có thể nói là không quá khó với đội Việt Nam, nhưng vẫn thấy những dấu ấn của Park Hang-seo rất rõ rệt trong cách chơi. Những giây cuối cùng hiệp 1 của trận đấu. Đoàn Văn Hậu. Việt Hưng. Thành Thịnh. Văn Hậu. Và như vậy là trọng tài người Jordan ông Mohamed Bakare đã nổi còi khép lại một trận đấu giữa U23 và U23 Brunei. Hết hiệp 1, đội bóng của Paso tạm dẫn 3-0. Brunei. Đây là trận đấu ở bảng K vòng loại giải U23 châu Á. Hiệp 2 đã bắt đầu. Trong hiệp 2, Việt Nam bảo vệ cầu môn bên trái mảnh nhỏ các bạn. Đội Việt Nam đã thay cầu thủ đầu tiên. Quang Hải vào sân thay cho Hà Đức Chinh. Hà Đức Chinh là cầu thủ đã mở tỷ số trận đấu. Như vậy là giống như chúng tôi bình luận ở hiệp 1 thì Quang Hải sẽ có cơ hội để lấy lại những cảm giác tốt nhất của mình khi anh vào sân trong những phút đầu hai. Về cơ bản thì khi Quang Hải vào sân thay cho Đức Chinh, Việt Nam vẫn sẽ chơi với sơ đồ chiến thuật 3-4-3. Tấn Sinh. Ở hiệp 1 bố ba trung vệ đội Việt Nam là Tấn Sinh, Thành Trung và Văn Hậu có thể nói là khá nhàn nhã. Cho đến điểm này U23 Brunei chưa thay người. Ở hiệp 1 của trận đấu, trọng tài người Jordan ông Mohamed Makhade không phải rút ra chiếc thẻ nào. Kết thúc hiệp 1, Việt Nam dẫn 3-0 với các bàn thắng của Hà Đức Trinh, Nguyễn Thành Trung và Đinh Thanh Bình. Cho dù trong hiệp thi đấu thứ nhất, đội tuyển U23 Việt Nam còn bỏ lỡ một số cơ hội, nhưng về mặt thế trận cũng như kết quả mà chúng ta đã có được, tôi cho rằng đó là những gì hợp lý mà ông Park Hang-seo cùng với các học trò đã tạo ra được trước một đối thủ yếu như Brunei. Sau khi Quang Hải vào sân thì cầu thủ này cũng nhận lại tấm băng đội trưởng của U23 Việt Nam. Quang Hải. Theo cảm giác của chúng tôi thì chắc chắn Việt Nam sẽ có được bàn thắng ở hiệp 2 của trận đấu. Vấn đề là chúng ta sẽ cần rèn giũa thêm những miếng đánh đa dạng và hiệu quả hơn. Cú dứt điểm vừa rồi là của Thái Quý. Quay lại,
Trong hiệp 1 của trận đấu thì các tiền đạo của U23 Việt Nam đều đã có được những tình huống ghi bàn. Hà Đức Trình là người chơi sông sáo hơn cả, anh cũng là người mở tỷ số của trận đấu. Xem ra đó đã là một sự khởi đầu phù hợp cho Hà Đức Trình và huấn luyện viên Park Hang-seo đã có thể yên tâm phần nào. Bây giờ thì vai trò của Lý Thanh Bình sẽ khác đi, đó là sự thay thế cho chính Hà Đức Trình ở vị trí tiền đạo mũi nhọn. Hoàng Đức và Quang Hải sẽ là những người chơi sát bên cạnh Lý Thanh Bình ở những vị trí thấp hơn. Đây rất nhiều khả năng sẽ là phương án mà huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sử dụng cho các trận đấu quan trọng hơn, những trận đấu khó khăn hơn của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại lần này. Tất nhiên ở vị trí tiền đạo mũi nhọn có thể sẽ còn có những tính toán khác nhau giữa Hà Đức Trình và Đinh Thanh Bình. Đinh Thanh Bình cùng với Hoàng Đức và Quang Hải đều là những người đã từng dự giải U20 thế giới. Quang Hải, chắc chắn vẫn sẽ là thế trận một chiều, bóng sẽ liên tục lăn bên phần sân của U23 Brunei. Sau khi Quang Hải vào sân thì sự kết nối của U23 Việt Nam đã tập trung nhiều hơn ở trục giữa. Người đang đeo băng đội trưởng của U23 Việt Nam giữ vai trò cầu nối và có thể sẽ là người vừa thả những cú chuyền bóng quyết định, cũng có thể sẽ là người nhận những tình huống bóng hai để dứt điểm lợi hại ở tầm khoảng 20m trở lại. U23 Việt Nam vừa thử nghiệm một đường chuyền dài, nhưng đó là một pha chuyền bóng không chuẩn xác. Cho đến lúc này thì các hậu vệ biên của U23 Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và vẫn luôn được khuyến khích lên cao. Đối phương không thể tạo ra được bất cứ một tình huống bất ngờ nào, và vì thế mà hàng thủ của U23 Việt Nam có lý do để mà tự tin đẩy cao đội hình. Như vậy là lúc này Brunei cũng đã thay cầu đầu tiên, họ đã thay thủ môn. Thủ môn số 18, người đã để lọt tới 3 bàn, Isina đã rời sân và thay là số 19, Anak. Chúng tôi cũng xin cập nhật một thông tin, đó là ông Bai Ji-won, người từng là trợ lý số 2 của Park Hang-seo, ngay lúc này đây cũng vừa mới trở về Việt Nam và đang làm huấn luyện viên thể lực của câu lạc bộ Bà Rịa. Quang Hải, cú dứt điểm là của Thành Trung. Một trung vệ dâng lên rất cao và thực hiện cú sút xa. Không phải lúc nào bóng đá Việt Nam cũng có được một thế trận để rèn giũa những miếng kỹ năng kiểu như vừa rồi. Trong pha tấn công gần nhất của U23 Việt Nam thì một lần nữa chúng ta lại thấy Triệu Việt Hưng xuống sát đáy biên để lật bóng lên. Quang Hải, pha xử bóng khéo léo của người đá băng đội trưởng bên phía đội bóng áo đỏ, nhưng đó là pha bóng mà sự bất ngờ không đến với thủ môn đối phương. Trận đấu rất nhàn nhã của Bùi Tiến Dũng. Đội Việt Nam đá 12 lần ở phạt góc, trong đó Brunei chưa có quả phạt góc nào. Những pha chuyền bóng để lôi kéo cao thủ Brunei nhằm kéo giãn đối phương. Việt Hưng, Việt Hưng, Quang Hải, sút bóng không vào, cú bù ở cự ly gần. Pha dứt điểm là của Đinh Thanh Bình, người chuyền bóng bằng đầu trước đó là Hoàng Đức.
một pha phối hợp tam giác ở tầm cao đẹp mắt của U23 Việt Nam. Người chuyền bóng cho Trương Văn Đức là Quang Hải. Đó là một miếng phối hợp tốt của cầu thủ Việt Nam, khởi phát từ Quang Hải. Quang Hải vào sân đóng vai trò kết nối các vị trí hàng công. Vẫn còn cơ hội, Việt Vị rồi. Hoàng Đức là cầu thủ đang bị đau. Cú đá rất mạnh, trúng vào mặt của Hoàng Đức. Trong đợt lên bóng vừa rồi, Quang Hải dẫn bóng và trước mặt là hai đồng đội đang di chuyển. Nhưng đó là pha bóng mà cả ba cầu thủ của U23 Việt Nam không chiếm lĩnh được trận địa, không tạo ra được một sức ép lớn nhờ tốc độ bứt phá đáng nể. Và đó là lý do khiến cho họ không tạo ra được một sự khác biệt. Bên cạnh những tình huống tấn công biên đã làm nên một hiệp một có chất lượng, thì đến lúc này U23 Việt Nam đang có thêm những tình huống tìm kiếm khác với những giải pháp tấn công khác nhau. Sự xuất hiện ở trung lộ nhiều hơn của cầu thủ áo đỏ là một điểm rất đáng chú ý. Chắc chắn là các trận đấu gặp Malaysia và Thái Lan sẽ Mỹ Đình sẽ đông khán giả hơn. Brunei là đối thủ mà ai cũng biết chúng ta dễ dàng chiến thắng và thắng đậm. Đội Việt Nam đã thực hiện 13 cú sút và ghi được 3 bàn thắng do công của Hà Đức Trinh, Thành Trung và Đinh Thanh Bình. Thành Trinh. Đây là Thái Quý. Quang Hải. Giữ bóng rất lắt léo. Quang Hải. Thái Quý. Hồ Tấn Tài. Hoàng Đức sút bóng. Cú ra chân rất nhanh của Hoàng Đức. Đáng tiếc là bóng không loại bỏ được hoàn toàn các hậu vệ của Brunei. Chân trái là chân thuận của Hoàng Đức, và mỗi khi cầu thủ này có cơ hội dứt điểm ở cự ly khoảng 20m trở lại, mọi chuyện hoàn toàn có thể sẽ là cực kỳ nguy hiểm cho các khung thành đối phương. Quang Hải đá phạt góc. Thái Quý. Quang Hải. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang kiểm soát hoàn toàn trận đấu, chơi ung dung. Thái Quý. Thái Quý là cầu thủ đã từng có mặt ở giải U23 châu Á đầu năm 2018. Huỳnh Tấn Sinh. Đường chuyền là của Tấn Tài. Triều Việt Hưng. Thanh Thịnh.
Triệu Việt Hưng áp sát rất nhanh và ngay lập tức giành lại thế chủ động. Huỳnh Tấn Sinh không có quả phạt cho U23 Việt Nam. Tấn Tài chân trái, đá khá bất ngờ của người đang chơi bên phía cánh phải của U23 Việt Nam. Tiếp tục là Tấn Tài áp sát. Cú đá đầy quyết tâm của Tấn Tài bằng chân trái. Nhưng pha dứt điểm vừa rồi đi đúng vào vị trí của thủ môn bên phía Brunei. Liên tiếp những đường truyền thẳng vào trung lộ của Đàm Văn Hậu. Thanh Thịnh. Bóng không đến được vị trí của Đinh Thanh Bình. Tiếp tục là U23 Việt Nam có bóng. Đàm Văn Hậu. Quang Hải qua người nhà bóng. Tỷ số là 4-0 cho U23 Việt Nam. Dường như cứ sau một quãng thi đấu mà nhịp độ thi đấu, tốc độ chơi, sức ép của U23 Việt Nam được đẩy lên ở mức độ cao là chúng ta có được bàn thắng. Đối phương đúng là không đủ năng lực để có thể ngăn cản được sức mạnh của U23 Việt Nam. Nhưng cần phải nói rằng các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã chơi có quyết tâm cao, có một kỷ luật rất rõ rệt và thực hiện ý đồ chơi một cách có thể nói là rất nghiêm túc. Pha dứt điểm ghi bàn của Triệu Việt Hưng. Quả thật là Brunei yếu, tuy nhiên đội Việt Nam vẫn chứng tỏ quyết tâm và luôn tối đa có thể để có được sự liên lạc trong cách chơi. 4 bàn thắng được ghi bởi 4 cầu thủ: Hà Đức Chinh, Nguyễn Thành Trung, Đinh Thanh Bình và vừa rồi là Triệu Việt Hưng. Trước khi có được bàn thắng vừa rồi, không chỉ là vấn đề tốc độ mà ý đồ chơi của U23 Việt Nam đã được tập trung bởi một miếng có thể nói là rất rõ nét. Đó là những pha chuyền bóng ở tầm thấp thẳng vào trung lộ của Đoàn Văn Hậu. Nó luôn hướng đến vị trí của Quang Hải. Và trong pha bóng ghi bàn vừa rồi của Triệu Việt Hưng, chắc chắn người ta không thể quên được cái cách mà Quang Hải xử lý trong chỗ chật, điềm tĩnh và kỹ thuật như thế nào. Dứt điểm. Cú chạm bóng cuối cùng là của Quang Hải. Đúng là khi Quang Hải vào sân thì anh trở thành ngòi nổ rất hay của UEFA Việt Nam. Những đường bóng tấn công trở nên đa dạng hơn, khó lường hơn. Cách biệt Vịnh Châu quá lớn. Và khi vào sân thì Quang Hải mặc dù chơi nhẩn nha thôi nhưng cũng đã chứng tỏ được rất nhiều những khả năng của mình. Cho đến điểm này mỗi bên đã thay một cầu thủ. Tôi nghĩ rằng so với rất nhiều những gì đã diễn ra trong quá khứ, đặc biệt là với các lứa tuyển trẻ của chúng ta, thì ở lứa này một lần nữa chúng ta lại cảm nhận được sự tiến bộ ở cái cách mà các cầu thủ thực hiện ý đồ của ban huấn luyện, tiếp cận trận đấu, cái cách mà họ xử lý. Phải nói rằng họ có một sự điềm tĩnh rất đáng ghi nhận. Có đôi chút vội vàng đâu đó nhưng nhìn chung những gì mà U23 Việt Nam vận hành cho đến lúc này là hợp lý, là một sự đĩnh đạc mà chúng ta vẫn đang chờ đợi. Tôi cũng đồng tình với anh. Tức là càng về gần đây thì đội bóng của Việt Nam dưới thời Park Hang-seo càng có thể áp đặt trận đấu tốt hơn và đá nhiều nhịp hơn bên phần sân đối phương. U23 Việt Nam thay cầu thủ thứ hai
vào sân là Bùi Tiến Dũng, một tiền vệ phòng ngự. Bùi Tiến Dũng vào sân thay cho Hồ Tấn Tài. Tiến Dũng là người đã bỏ lỡ World Cup U20 vì bị gãy xương quai xanh trong đợt tập huấn ở Đức. Tuy nhiên anh là thành viên đá dự bị ở giải U23 châu Á đầu năm 2018. Hoàng Đức, Thành Thịnh, vô lê, pha tung chân là của Quang Hải. Thành Thịnh, Triệu Việt Hưng, quầy bắt rất nhanh và gần như ngay lập tức chỉ hơn một nhịp chạm bóng trước đó của cầu thủ Brunei là sự kiểm soát lại trở lại với đội chủ nhà. Đoàn Văn Hậu, Thành Thịnh, Triệu Việt Hưng, Hoàng Đức, Đoàn Văn Hậu, đây là Thái Quý. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang tạo được sự liên lạc và nhuần nhuyễn trong việc triển khai lối chơi. Theo anh Tùng thì Việt Nam có thể ghi thêm bao nhiêu bàn thắng ở những phút còn lại? Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có khoảng tối thiểu một bàn thắng nữa ở phần còn lại của trận đấu. Tôi lạc quan hơn anh, tôi nghĩ 2 bàn. Tỷ số của một set tennis trong ngày mở đầu vòng loại cũng là tốt. Mặc dù với Brunei thì mọi tỷ số là vô nghĩa theo thể thức của AFC. Nhưng trước hết chúng ta cũng cần phải có một chiến thắng đậm để phấn đấu vì mục tiêu Nhật Bản. Vì trong cuộc đua với các đối thủ như Indonesia và Thái Lan, rất có thể chỉ số phụ vẫn cần phải được tính tới khi chúng ta so đọ cho vị trí dẫn đầu. Kết quả những cuộc đối đầu với Brunei sẽ không còn ý nghĩa nếu như chúng ta là đội đứng thứ hai trong bảng. U23 Brunei chuẩn bị thay người. Vào sân là số 9 Hanif Farhan. Sau khi Bùi Tiến Dũng vào sân thì Thái Quý đã được đẩy ra biên phải. Trong một thế trận ép sân hoàn toàn thì sơ đồ chiến thuật có lẽ nó cũng không còn có quá nhiều ý nghĩa. Đường chuyền của Việt Hưng. Đúng là lúc này chúng ta chỉ có thể nói là Việt Nam đang đá với 3 hậu vệ thôi. Còn ở phía trên chơi tự do. Thái Quý, Quang Hải, Thành Trung. Đường chuyền là của Việt Hưng. Vẫn là một đối chơi thong thả nhận nhà. Cú dứt điểm. Và dứt điểm là của Đinh Thanh Bình. Chúng ta vừa xem lại pha chuyền bóng rất cơ bản của Thái Quý. Khi mà Đinh Thanh Bình thay Hà Đức Trình ở vị trí tiền đạo mũi nhọn thì cầu thủ này cũng có được cái sự hăng hái, xông xáo giống như người tiền nhiệm trong vai trò của một người kết thúc các pha tấn công, kết thúc những đường tạt bóng từ hai biên. Sự xông xáo này rõ ràng là rất cần thiết để chuẩn bị một tâm thế đầy đủ hơn, mạnh mẽ hơn cho những thách thức phía trước.
Có một điều rất đáng tiếc là ngày hôm nay Bure quá yếu, không lên nổi một tình huống nào. Lúc này Brunei chính là đội bóng, chính là nền bóng đá yếu nhất của Đông Nam Á. Kể từ khi SEA Games chỉ còn là sân chơi của lứa cầu thủ dưới 23, thì bóng đá Brunei luôn ở các vị trí cuối cùng của các bảng đấu mà họ tham dự. Có lẽ thành tích tốt nhất của họ là ở SEA Games năm 2011, khi họ có được một kết quả hòa và một trận thắng đầu tiên trong lịch sử ở SEA Games lứa tuổi U23, đó là trận thắng trước Philippines. Còn lại là rất nhiều những kỳ SEA Games mà thậm chí họ còn không có được bàn thắng nào. Nói về Brunei, có lẽ anh Huy cần phải có một vài sự chia sẻ, vì SEA Games cuối cùng có sự tham gia của các đội tuyển quốc gia năm 1999, giải đấu mà đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Áo Alfredo đã lọt vào tới trận chung kết và chỉ chịu thua Thái Lan với tỷ số 0-2, và đó là năm anh trực tiếp tác nghiệp ở Brunei. Vâng, một chuyến công tác rất là đáng nhớ. Đội tuyển Việt Nam ở lần dự SEA Games cuối cùng trước trận chung kết đã không để lọt lưới một bàn nào, nhưng mà rất tiếc ở chung kết đã thua hai quả, đều là những cú sút xa của Tha Văn Trai và Lucid. Cũng vì lý do đó mà hôm nay tôi mời anh Hồng Sơn đến tham gia trận quay. Bởi vì nói thật ra trận đấu với Brunei bình luận về chuyên môn không nhiều ý nghĩa, nhưng mà tôi muốn gợi lại một cái kỷ niệm. Anh Hồng Sơn là người đã cho ra mắt cái kiểu chào nhà binh trên đất Brunei ở trận bán kết gặp Indonesia. Vâng, đó là một trận bán kết rất căng thẳng, gay go, nhưng chúng ta đã có một tình huống có thể nói là xuất thần với đường mở bóng từ biên trái của Đức Thắng, một người đồng đội của Hồng Sơn. Và quả bóng đó, nếu như tôi nhớ không nhầm, nó đã vượt qua đầu của Bima Sakti, số 11 nổi tiếng của bóng đá Indonesia, người được giao kèm Hồng Sơn. Và phần còn lại là những gì được gọi là tinh túy nhất của Hồng Sơn, với cú đá úp mù không để cho thủ môn đối phương có bất cứ một cơ hội nào. Từ SEA Games Brunei đến nay đã 20 năm, và sự thực là bóng đá Đông Nam Á về cơ bản vẫn là tiến bộ chậm. Có một số nền bóng đá đã bứt lên, nhưng mà phần lớn thì tiến bộ vẫn chậm. Thực ra nếu như tôi nhớ không nhầm thì năm 1999, khu vực Đông Nam Á đã dự định đưa điều lệ môn bóng đá nam là cuộc chơi của các cầu thủ ở lứa tuổi U23. Nhưng ở thời điểm đó, khi Brunei lần đầu tiên đăng cai SEA Games, họ rất muốn có một màn thưởng thức, một màn trình diễn có tiêu chuẩn cao hơn cho khán giả nhà. Chính vì vậy mà họ đề xuất việc kéo dài thêm một kỳ đại hội có sự tham gia của các đội tuyển quốc gia. Và đúng là đại hội năm đó, môn bóng đá nam là kỳ đại hội có rất nhiều những ngôi sao tham dự. Thế hệ bóng đá Việt Nam năm đó là một thế hệ có thể nói là đạt độ 9, với Huỳnh Đức, Hồng Sơn, với Như Thuần, Phương Nam, Việt Hoàng, phải nói là rất hay. Nhưng đội tuyển Thái Lan với sự trở lại của Tawan, Lucid, Tha Vật Chai, đặc biệt là Kiatisak, vẫn là một đội bóng cực mạnh. Đội Việt Nam vẫn đang dẫn với tỷ số 4-0 với các bàn thắng của Hà Đức Chinh, Nguyễn Thành Trung, Đinh Thanh Bình và Triệu Việt Hưng. Việt Hưng là người đưa tỷ số lên 4-0 với cú đá chân trái kỹ thuật. Tôi nghĩ rằng đây là một trận đấu mà Triệu Việt Hưng đã có một bàn trình diễn thành công. Tôi thích cái cách anh thoát đi và tấn công ở bên phía góc trái, cũng như có một sự kết hợp tương đối hiệu quả với Thái Quý để kiểm soát cục giữa sân. Tất nhiên đây là một trận đấu mà đối phương yếu, khiến cho năng lực kiểm soát trận đấu của Thái Quý và Việt Hưng có thể sẽ chưa bị gặp phải những thách thức đủ lớn. Nhưng những phẩm chất chơi bóng của cầu thủ này đủ để cho chúng ta có quyền hy vọng. Đây vẫn là một cái vị trí mà chúng ta trong nhiều năm qua có những khó khăn nhất định trong việc tìm ra những người chơi thực sự chuyên biệt, thực sự điêu luyện và có ảnh hưởng lớn. Vâng, đây là giây phút mà nhiều người đã mong chờ từ lâu rồi. Đình Trọng đã khỏi hẳn chấn thương và bây giờ anh vào sân thay người. Đình Trọng vào sân thay cho tiền đạo cắm Đinh Thanh Bình. Đình Trọng đã phải tạm rời xa sân cỏ từ sau trận chung kết lượt về AFF Cup sang Hàn Quốc
chữa trị chấn thương và phẫu thuật. Bây giờ anh đã trở lại. Chúng ta vừa xem lần nữa bàn thắng của Đinh Thanh Bình đưa tỷ số trận đấu lên 3-0. Một trung vệ vào sân thay cho một tiền đạo cắm. Với một trận đấu như thế này thì việc đưa vào sân một trung vệ có lẽ là không phải quá cần thiết, nhưng với trường hợp của Trần Đình Trọng thì lại là có lý, vì cả một quãng thời gian rất dài vừa qua Đình Trọng không thi đấu. Trở lại với cảm giác thi đấu vào lúc này là hết sức cần thiết với cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội. Thái Quý hơi mạnh, Đoàn Văn Hậu, Trương Văn Thái Quý, Quang Hải, cú sút xa là của Đoàn Văn Hậu. Trong một trận đấu có một đối thủ dễ dàng như này thì các chân sút của U23 Việt Nam có cơ hội để tìm kiếm những bàn thắng cho riêng mình, nhưng việc phân công một cách lớp lang ở từng tuyến đã được huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự thực hiện một cách nghiêm túc, và các học trò của họ cũng đã thực hiện một cách hết sức đầy đủ, không hề có những tình huống quá vội vàng và lấn sân nhau, dẫm lên chân nhau để khiến cho đội hình chiến thuật bị rối rắm. Có thể có cả những cú sút xa, nhưng đó là những phương án được thực hiện khi cơ hội là tương đối rõ ràng. Quả penalty, Quang Hải bị phạm lỗi, thẻ đỏ trực tiếp. Cầu thủ đã phải nhận thẻ đỏ là số 6 Wafi Aminuddin. Ông trọng tài người Jordan Wamad Makare đã rất nghiêm khắc. Theo chúng tôi đây là tình huống xứng đáng phải nhận thẻ đỏ, một cú đạp hết sức nguy hiểm. Tình huống phạm lỗi rất thô và đáng trách. Đây là sân chơi của cao thủ thực ra bây giờ là dưới 22 tuổi. Nhiều người vẫn còn rất non nớt. Aminuddin đã khóc tức cười sau khi phải nhận thẻ đỏ. Không ngoan một chút nào. Tuy nhiên có lẽ ngay cả anh cũng không ngờ mình lại có hành động như vậy. Wafi được chọn vị trí sai, và khi phát hiện ra sự nguy hiểm thì hành động bột phát đã trở thành một cú phạm lỗi có phần ác ý. Đó là một điều đáng tiếc, rõ ràng đó cũng sẽ là một bài học. Tôi thích lúc này người được giao đá phạt đền là người chưa ghi bàn. 5 bàn chia đều cho 5 người thì hay hơn. Tỷ số trận đấu là 5-0. Tấn Sinh, trung vệ Tấn Sinh của Quảng Nam đã lập công, đúng là 5 bàn thắng được chia cho 5 cầu thủ. Tấn Sinh là cầu thủ thường xuyên đá chính ở giải U20 thế giới tại Hàn Quốc. Cú đá rất tự tin. Như vậy là chỉ cần một bàn thắng nữa là chúng ta sẽ có thắng lợi bằng với tỷ số của một set tennis. Ở phần bình luận trước trận đấu, tôi dự đoán Việt Nam thắng 5-0. Tuy nhiên nếu tôi đoán sai mà thắng 6-0 thì vẫn rất thích.
vẫn còn khoảng hơn 10 phút nữa trận đấu mới khép lại. Thế trận thì vẫn đang diễn ra một chiều. Thực ra trong hiệp thi đấu thứ hai thì nhịp độ chơi của đội tuyển U23 Việt Nam đã không còn có quá nhiều những thời điểm diễn ra với tốc độ thật nhanh. Nhưng từng đó thôi cũng đã là quá đủ để chúng ta có thể vừa nhận nha, vừa có được những pha bóng có chất lượng và bàn thắng vẫn liên tục đến. Quang Hải sút bóng. Pha dứt điểm của trung vệ Thành Trung. Bây giờ đang là một sự thoải mái với những tình huống dâng cao của cầu thủ ở tuyến dưới. Cú đá cuối cùng của Thành Trung ở một tư thế không thật sự quá thuận lợi. Nhưng trước đó thì rõ ràng là U23 Việt Nam đã có một pha phối hợp mẫu mực. Bên phía Brunei thay người vào sân là số 4 Najib. Najib vào sân thay cho cầu thủ mang áo số 23 Muhammad Ridwan. Phút thứ 80 của trận đấu mà U23 Việt Nam đang dẫn U23 Brunei 5 bàn. Ở lượt trận thứ 2 tại bảng đấu này sẽ diễn ra sau đây 2 ngày. U23 Brunei sẽ gặp U23 Thái Lan. Và trận đấu muộn hơn sẽ là cuộc đọ sức giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia. Đến lúc này Brunei chưa tung ra được một cú sút nào. Đường chuyền xuống biên của Việt Hưng. Phạt góc cho đội Việt Nam. Thái Quý đá phạt góc. Quang Hải không vào. Tình huống nhận bóng và dứt điểm bằng chân trái sở trường của Quang Hải ở vị trí vừa rồi gợi lại tình huống ghi bàn thắng đầu tiên của đội tuyển U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á cách đây một năm. Bàn thắng vào lưới của U23 Hàn Quốc. Và tiếp bóng một chạm rất nhanh của Quang Hải thực sự là một sự khởi đầu cho một chuỗi những bất ngờ, dù đó là trận đấu mà đội tuyển U23 Việt Nam đã không thể có được chiến thắng. Ở trận đấu gặp Hàn Quốc thì người đá chuyền bóng ngược lại cho Quang Hải dứt điểm là Đoàn Văn Hậu. Bàn thắng đầu tiên của Việt Nam ở giải U23 châu Á và mở ra một chuỗi những ngày thú vị rất đặc biệt. Tấn Sinh. Đối với nhiều người thì đa phần các cầu thủ dự giải đấu năm nay, dự vòng loại năm nay chúng ta chưa biết nhiều. Tuy nhiên, việc có đến 11 cầu thủ đã từng dự giải U23 thế giới về mặt chuyên môn nói lên rất nhiều điều. Xung quanh khu vực không có những cầu thủ đã từng đến được sân chơi thế giới ở độ tuổi này. Đó sẽ là một sự khác biệt, đặc biệt khi lại có Park Seo là người kế thừa và dẫn dắt những cầu thủ này. Đối phương gần như chẳng thể tấn công.
hàng thủ quá nhàn hạ. Và ở lần điều chỉnh đội hình gần nhất của huấn luyện viên Park Hang-seo, Thành Trung đã được đẩy lên chơi như một trung phong. Cú chạm bóng là của Thành Trung. Quang Hải. Đường chuyền của Việt Hưng. Pha dứt điểm của Thái Quý. Việt Hưng có những pha chuyền bóng xuống bên trái rất hay, hợp lý và chuẩn cả về lực bóng cũng như là hướng bóng. Những pha chuyền bóng vừa tầm. Thực sự thì đây là một trận đấu mà những yếu tố thuộc về phòng ngự là điều mà chúng ta chưa thể nhìn thấy một cách đầy đủ ở đội tuyển U23 Việt Nam, khi mà đối phương gần như không thể tấn công. Với những khả năng tiếp cận và kết nối phía trên thì chúng ta đã có thể yên tâm phần nào. Pha lên bóng hiếm hoi của Brunei. Quang Hải. Đây là Hoàng Đức. Triệu Việt Hưng. Hoàng Đức. Đoàn Văn Hậu. Nếu chúng tôi không nhầm thì lúc này trên sân Việt Nam có đến 5 cầu thủ thuận chân trái. Đó là một tỷ lệ rất cao ở các cấp đội tuyển nhiều năm qua. Cả hai bên đều đã quyền thay người. Thủ môn Brunei Anak đang bị đau. Không còn người để thay nữa và sẽ phải cố gắng để thi đấu tiếp. Rất có thể thủ môn Anak bị treo cổ chân. Hiện nay một trong những lý người Việt Nam của Ba Sô là ông Đinh Hồng Vinh, huấn luyện viên trưởng của đội hạng nhì Bà Rịa Vũng Tàu, nơi mà người trợ lý cũ của ông Park là Bai Ji-won mới đây đã về làm việc trong vai trò của một trợ lý thể lực. Vẫn còn quá sớm để nói về những nhân vật có thể đem đến nhiều sự thành công cho U23 Việt Nam ở chiến dịch vòng loại này. Nhưng nhìn mà cách mà các cầu thủ của chúng ta đang chơi, đặc biệt là những cầu thủ chơi ở trục giữa và những người tấn công ở hai biên, tôi có cảm nhận rằng rất có thể là chúng ta không chỉ có sự thành công ở vòng loại này mà còn có thể đem đến một sự dày dặn cho đội hình thi đấu của các đội tuyển Việt Nam ở các cấp độ khác nhau trong năm 2019. Và đó sẽ là một tin cực kỳ đáng mừng cho người bóng đá Việt Nam và tất nhiên là cho ban huấn luyện của bóng đá Việt Nam với các huấn luyện viên Park Hang-seo hay Lee Young-jin. Họ sẽ phải lĩnh hội những nhiệm vụ khác nhau, những nhiệm vụ cực kỳ nặng nề ở giai đoạn cuối năm. Tôi luôn có niềm tin như thế. Và không phải ngẫu nhiên mà khi bình luận các trận đấu cấp đội tuyển thì tôi hay nhắc đến U20 thế giới. Đấy vẫn là một sân chơi khác biệt và chúng ta đã có ở đó, có mặt ở đó ở giải gần nhất. Và có đến 11 cầu thủ đang thi đấu ở vòng loại này. Những người đấy được ươm trồng sẽ tiếp tục tỏa sáng và chắc chắn sẽ còn cống hiến được nhiều. Quả lật khá hay của Thái Quý, nhưng ở trong thì cả Thanh Trung lẫn Hoàng Đức lại thiếu đi sự tập trung. Họ hơi thiếu sự sẵn sàng trong tình huống vừa rồi.
Và ngay sau tình huống vừa rồi thì chúng ta đã thấy ông Park Hang-seo ra ký hiệu chỉ đạo. Rõ ràng là các cầu thủ tấn công chúng ta cần phải tạo ra tình huống có sức ép, phải bám sát trận địa của mình. Bùi Tiến Dũng đã rời vòng cấm. Một tình huống phải làm việc hiếm hoi của anh. Tấn Sinh. Rất nhịp nhàng. Thái Quý. Thành Trung. Rất có thể là tỷ số chỉ dừng lại 5-0 thôi, giống như là tôi dự đoán trước trận, chứ không phải là một set tennis. Phút thi đấu chính thức cuối cùng, U23 Việt Nam đang dẫn 5-0 với cái bàn thắng của Hà Đức Trinh, Thành Trung, Đinh Thanh Bình, Triều Việt Hưng và quả penalty của Huỳnh Tấn Sinh. Đình Trọng ngày hôm nay đã có một cơ hội rất tốt để vào sân, dần trở lại cảm giác tốt nhất. Lại một quả penalty nữa. Như thế có nghĩa là anh Huy sẽ không có cơ hội để dự đoán chính xác. Vì đây rõ ràng là một cơ hội lớn để cho đội tuyển U23 Việt Nam nới rộng khoảng cách, có thêm một bàn thắng. Pha đi bóng của Hoàng Đức. Vấn đề tôi quan tâm hơn lúc này là ai sẽ đá quả phạt đền này. Tôi nghĩ sẽ là một cầu thủ thứ 6 ghi bàn. Có thể sẽ là chính Hoàng Đức chăng? Hoàng Đức là người mang lại quả phạt đền và anh đã có một trận đấu tốt. Hoàn toàn có thể là như vậy. Với pha bóng vừa rồi thì tôi nhìn thấy sự tinh tế trong đường truyền và sự táo bạo, sức dướn cho dù đã là những phút cuối của hiệp 2. Không phải là Hoàng Đức. Có lẽ là Quang Hải. Đúng là người đeo băng đội trưởng của U23 Việt Nam sẽ thực hiện quả đá này. Cũng sẽ là cầu thủ thứ 6 nếu như Quang Hải thực hiện cú đá thành công. Bây giờ tôi lại quan tâm đến cách mà Quang Hải sẽ đá quả phạt đền này. Quang Hải vào thủ môn Anak. Quang Hải đá sát cột dọc rất hiểm. Anak đã biết rồi và chủ động đổ người. Tuy nhiên quá hiểm hóc và không thể cản nổi cú đá vừa rồi. 6-0. 6 bàn thắng chia cho 6 cầu thủ. Một cú mở lòng có thể nói là cực kỳ chắc chắn của Quang Hải. Tấn Sinh, Văn Hậu, Hoàng Đức, phút đá bù giờ cuối cùng của hiệp 2.
U23 Việt Nam sẽ là đội tạm thời dẫn đầu bảng đấu của mình sau lượt trận đầu tiên. Trận đấu đã khép lại với phần thắng 6-0 nghiêng về phía U23 Việt Nam.